chào bạn. Mời các bạn cùng Tùng khui hộp tay hàn của hãng Godox, tay hàng chính hãng của hãng Godox nhé. 936A, 938A, 952 và 968. Một cái mã tay thay cho 4 cái dòng máy. Cái này thì được bảo hành 1 đổi 1 ở No 2 trong 1 tháng. Và giá sản phẩm hiện tại đang là 120.000. Giá cả có thể thay đổi theo thời gian vì tệ tiết thay đổi, vận chuyển thay đổi các bạn. Đây, có vài cái điểm chúng ta cần nhận dạng khi mua tay. Không phải là cứ trùng lỗ là đúng đâu các bạn nhé. Đây là cái dòng tay 5 lỗ của Godox. Có chữ Godox đây các bạn. Đấy. Chúng ta tháo cái phần... Dòng này là lõi sứ các bạn nhé. 60W lõi sứ. Lõi này có thể thay thế được. Nhưng mà tay rẻ thì chúng ta thay cả tay thôi các bạn. Cần mua hàng thì các bạn có thể Zalo cho mình theo số là 0906010103. Cảm ơn các bạn. Ngoài ra các bạn có thể truy cập no2.vn. Có rất nhiều linh kiện, đồ điện tử, đồ công nghệ cũng như đồ chạy bộ. Các bạn có thể tham khảo giá ở đó.